Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu các bạn cũng có những câu chuyện mà muốn được chia sẻ với mình trong các video như thế này thì các bạn hãy lên Facebook tìm kiếm Toàn Nguyễn, sẽ ra cái trang của mình, các bạn nhấn vào theo dõi, like, sau đó vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó nhé. Mình sẽ không trả lời bất kỳ một cái tin nhắn riêng nào cả, mà mỗi tuần mình sẽ chọn những cái câu chuyện may mắn ngẫu nhiên để đăng trên các video như thế này. Mong các bạn thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, chị tư vấn giúp em với. Em đã có chồng và một bé trai được 8 tuổi. Vợ chồng em đã ly hôn được 4 năm. Giờ em có quen một anh ấy đang có vợ. Nhưng vợ anh ấy đang có bệnh ung thư. Theo bác sĩ bảo thì chỉ sống được 3 năm. Anh ấy muốn em đợi anh ấy. Em và anh ấy đã có quan hệ tình dục. Em thấy càng ngày em càng yêu anh ấy nhiều hơn. Em phải làm sao đây chị tư vấn giúp em với. Em cảm ơn chị, anh ấy đối xử với em rất là tốt. Em thân mến, một người đàn ông có vợ, bây giờ người ta ra ngoài, người ta có em, thì đương nhiên là người ta sẽ phải đối xử tốt với em. Vì không đối xử tốt với em thì đời làm em yêu, đúng không? Làm sao mà em yêu một người mà đối xử không tốt với em được, đúng không nào? Cho nên cái sự tốt của anh ta nó cũng mang theo mục đích ở đằng sau đó đấy. Tại vì sao chị lại bắt bẻ cái sự tốt của anh ta như vậy? Bởi vì những cái điều mà anh ta làm nó không phù hợp với nguyên tắc đạo đức của một con người. Em ạ, chị không biết cái câu chuyện mà anh ta nói với em đấy nó là thật hay giả. Là việc là vợ của người ta bị bệnh rồi chỉ sống được 3 năm thôi. Thực ra cái câu chuyện này nó cũng 50-50. Anh ta nói như thế thì cũng không phải là mình tin hoàn toàn như vậy. Cái thứ hai nữa, cứ coi là câu chuyện này là có thật đi chăng nữa, nếu là thật thì anh ta cũng là một người vi phạm những cái nguyên tắc đạo đức rất là cơ bản nhất của một con người. Em ạ, vợ anh ta còn chưa mất, người ta còn bảo là vợ còn mồ lấm mồ còn chưa sanh mà đã có người khác, là xã hội và đạo đức của mọi người là người ta đã phải chỉ trích rồi. Chứ đừng nói bây giờ vợ còn chưa mất, vợ của một đang bị ung thư mà bắt đầu ra ngoài ngoại tình, và rồi em nghĩ rằng nhân cách của người đàn ông này tốt ở mức độ nào. Em đừng bao giờ bị những cái cám dỗ nó làm em mờ mắt. Trước mắt nó cám dỗ em ở thời điểm hiện tại thôi. Khi quen một người đàn ông, hãy nhìn cái cách ứng xử của anh ta với gia đình của anh ta, với mọi người xung quanh, để biết những cái điều mà anh ta làm và anh ta là con người như thế nào. Đôi khi các bạn cứ hay trách là ủa anh ta che giấu giỏi lắm, ban đầu anh ta lừa em không biết. Nhưng thực ra ấy, mỗi một cái vụ lừa nào đó thì đằng sau nó luôn luôn có những cái điểm sơ hở và những cái có những kẽ hở mà chúng ta sẽ tìm ra được. Mà đôi khi chúng ta yêu, chúng ta mù quáng quá, chúng ta thấy người ta tốt với mình, người ta yêu mình, người ta chiều mình sướng quá, thế mình cứ phê thôi, xong rồi mình cứ tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc sung sướng đấy thôi. Nhưng các bạn không biết rằng đó chỉ là một cám dỗ, mà cái cám dỗ thì nguyên tắc của nó là nó sẽ không bao giờ bền vững, và nó cho mình sướng ở thời điểm hiện tại, khổ ở trong tương lai. Em ạ, chị khuyến khích em là mình đã từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân rồi, thì mình cũng không vội vàng gì trong việc yêu một ai đó. Nhưng một khi mình yêu một ai đó thì mình phải yêu một con người. Mình không cần đòi hỏi quá nhiều là anh giàu, anh đẹp trai hay là anh phải có cái gì gì đó, mà mình yêu cầu cơ bản nhất là một con người có đạo đức thôi. Em ạ, còn cái người đàn ông này thì vợ đang ốm như thế, đang đau khổ, đau đớn đối mặt với căn bệnh ung thư như thế, anh ta đi ra ngoài, anh ta tìm một cô gái khác và bảo cô gái khác chờ anh, chuẩn bị sẵn tinh thần để vợ anh mất đi rồi thì anh sẽ ở bên em. Em cứ nghĩ mà xem, chúng ta cùng là phụ nữ với nhau mà, đúng không? Bây giờ em cứ thử tưởng tượng cái cảnh mà, ví dụ nha, chị không nói là em sẽ xảy ra hay như là, ví dụ cái tình huống đấy nó xảy ra với mình thì sao, đúng không? Hoặc sau này anh ta đến với em đi, ví dụ em mắc phải một căn bệnh nào đấy, xong rồi bắt đầu cái thời gian đấy anh ta ra ngoài, anh ta tìm cô gái khác, em sẽ có cảm giác như thế nào hả em, đúng không? Cái đấy nó chỉ là lấy một cái ví dụ để em hiểu hơn về cái tình huống nó là như thế nào, và cái hành động anh ta làm nó là tàn nhẫn như thế nào đối với người vợ của anh ta. Nhiều bạn thì sẽ bao biện, hoặc em sẽ bao biện cho anh ta và nói rằng à, nhưng mà sớm muộn gì thì cô ấy cũng mất thôi, thì anh ấy cũng không thể nào mà cứ ở đó mãi được, anh cũng nhất định phải có một người khác chứ, đúng không? Thực ra em nói thì cũng không sai, nhưng cái vấn đề là anh ta có người khác ở cái thời điểm nào. Nếu như vợ anh ta đã mất rồi, rồi sau đấy anh ta có người khác, thì mình không có trách, đúng không? Mình không có trách, bởi vì anh ta đang ở trong một mối quan hệ độc thân.
dù anh ta có tình cảm với người khác thì chúng ta cũng không thể trách được, bởi vì người đã mất thì cũng đã mất rồi. Chúng ta cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình và làm cho mình hạnh phúc thôi. Cái đấy thì chị cũng không bao giờ phản đối, vì đấy là cái quyền cơ bản nhất của một con người. Và nó cũng phù hợp với nguyên tắc đạo đức. Bởi vì anh ấy cũng không có làm gì có tội lỗi với ai cả. Nhưng bây giờ việc anh ta đang ở bên em, rồi bọn em lại có quan hệ với nhau như thế, nó là một hành động vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật. Em có biết không? Nếu em chưa biết thì chị chỉ cho em biết. Nó vi phạm cái luật hôn nhân và gia đình. Em đang là người thứ ba xen vào cái cuộc hôn nhân của họ. Bất kể người ta bệnh như thế, 3 năm nữa người ta mất, hay là 2 năm nữa người ta mất, hay là 1 năm nữa người ta mất, thì trên danh nghĩa bây giờ người ta vẫn là vợ là chồng chính thức của nhau, vẫn phải có quyền và nghĩa vụ với nhau. Không có gì là khác biệt cả. Em ạ, một người đàn ông có thể bỏ rơi một người phụ nữ đang đau khổ vì bệnh tật như thế, ra ngoài để có luôn một cô gái khác như vậy. Em trông chờ gì ở một người đàn ông với cái đạo đức như vậy có thể làm cho em hạnh phúc trong tương lai? Chỉ có lời khuyên thật lòng với em là chỉ cần một cái điểm đó thôi đã đủ để em nhìn ra con người của anh ta là như thế nào rồi. Thực sự chị nói thật đấy. Ví dụ anh ta có bị cám dỗ, anh ta có thích em lắm, thì cái đạo đức của một người đàn ông thực thụ cũng sẽ không bao giờ để cho anh ta dám đến với em nếu anh ta là một người có đạo đức. Em ạ, đương nhiên đấy là cái đứng trên quan điểm của chị nhá. Chị không có bắt ép là tất cả mọi người đều có quan điểm giống chị, hay là em phải có quan điểm giống chị. Nhưng tại vì em tin tưởng chị thì chị cũng đưa ra cái quan điểm của mình như thế. Vì cái gì? Vì tương lai và hạnh phúc của em sau này. Em ạ, chị hy vọng rằng em sẽ cẩn trọng để chọn được một người đàn ông không cần giàu quá, không cần đẹp trai quá, không cần phải ngọt ngào quá. Thế nhưng anh ta phải có cái sự chân thành, và anh ta phải có sự trung thủy, và anh ta phải có đạo đức trong cái việc ứng xử giữa con người với con người. Em ạ, để sau này khi em có sống cùng anh ấy, cuộc sống của các cặp đôi, rồi đặc biệt là khi đã kết hôn với nhau, nó trải qua rất là nhiều các cái thăng trầm em ạ. Đấy, ví dụ như cái thăng trầm mà cái cô gái vợ của anh ta đang phải trải qua, đấy là bị mắc bệnh như thế. Đúng không em? Thì ví dụ như mình không có cái thăng trầm như thế thì mình cũng sẽ có những cái thăng trầm khác. Mà chỉ cần mình có những cái thăng trầm, mình gặp những cái khó khăn thôi, người đàn ông đi ra ngoài tìm luôn một cô gái khác để thay thế, thì em nghĩ xem, số phận của em sau này thì cũng chẳng khác gì cái cô vợ của anh ấy đâu. Đau khổ, chị không nói là, chị không nói là về mặt thể xác, nhưng về mặt tinh thần cũng như là như vậy đấy. Cho nên chị cảm thấy rằng, bất kể, đương nhiên là một người phụ nữ, em đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, thì đấy cũng là cái nỗi đau của em. Chị biết đấy là cái nỗi đau của các cô gái, và thực sự rất là tổn thương. Tổn thương và đôi khi là mình cũng cô đơn nữa. Thì có một người mà quan tâm mình, yêu thương mình, thì bắt đầu là mình sẽ rung động. Nhưng chị mong em hãy tỉnh táo để nhìn nhận một con người theo đúng cái bản chất của anh ta, chứ không phải là chỉ vì những gì anh ta nói và những gì anh ta thể hiện trước mặt em. Việc anh ta quan tâm em bây giờ không có nghĩa là anh ta thực lòng với em. Việc anh ta đối xử tốt với em, ngọt ngào với em bây giờ, nói những lời hoa mỹ với em bây giờ, không đại diện rằng anh ta là một người tử tế và anh ta có thể chăm sóc được cho em và chân thành với em cả một đời. Đúng không? Khi chúng ta yêu nhau, ai cũng sẽ hy vọng là chúng ta sẽ có một mối quan hệ lâu dài, đúng không? Có phải không em? Em cũng muốn có một mối quan hệ lâu dài, đúng không? Nếu đấy cũng là mong muốn của em, thì em phải nhìn quan trọng nhất ở một người đàn ông sẽ gắn bó với em là cái tư cách đạo đức của họ. Thực sự cái hành động mà anh ta làm là cái điều mà đại kỵ. Một người tử tế chị nghĩ là sẽ không bao giờ làm đâu. Cho nên chị hy vọng rằng em sẽ cân nhắc thật là kỹ cái người đàn ông này, để sau này em đừng có hối hận. Chị biết là bây giờ em đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà có một người yêu mình như thế, đấy, quan tâm em như thế, không chắc đã là yêu thật lòng đâu. Thế nhưng mà ít nhất là họ cho em có cái cảm giác là em được yêu, thì sẽ rất khó để em dứt ra. Hay là bây giờ chị mà bảo là em dứt ra đi, không được đâu, thì em sẽ rất đau lòng, em sẽ không làm được. Nhưng nói chung cái quan điểm của chị là chị mong em sẽ dừng lại. Dừng lại vì tương lai của chính em, để tìm cho em một người đàn ông mà người ta thực sự đạo đức và tử tế. Không cần quá nhiều, chỉ cần đạo đức và tử tế thôi em ạ. Còn những cái điều anh ta đang làm bây giờ thực sự không thể chấp nhận được. Chị mong em sẽ nhìn vào cái điều đấy để em đánh giá với một người đàn ông, chứ không phải chỉ nhìn vào những cái điều anh ta nói với em, để rồi em sẽ cảm thấy ngọt ngào, và để rồi em sẽ bị mù quáng với nó, em sẽ chạy theo nó, và rồi sau này em sẽ đau khổ. Vì chị nói thẳng và nói thật với em, cuộc sống này còn có rất là nhiều những cái điều mà nó không như ý mình.
và nó sẽ bất ngờ xảy ra với cuộc sống của mình. Nếu mình muốn có một cái mối tình lâu dài, trọn vẹn thì mình phải có một mối tình với một người đạo đức, tử tế. Em ạ, thì cái mối tình đấy nó mới bền vững và lâu dài được. Chứ còn bây giờ đấy, cô gái ấy gặp khó khăn, bây giờ anh ta tìm ngay một cái mối mới để thay thế. Sau này em nghĩ mà xem, khi em gặp khó khăn hoặc đau khổ ở một cái vấn đề gì đấy, anh ta cũng cảm thấy khó khăn và anh ta đi tìm một người khác. Thì chị hy vọng rằng em sẽ cân nhắc thật là kỹ việc người đàn ông này sẽ có một người mới trong tương lai hay không. Thì đương nhiên là đó là quyền của anh ta. Thế nhưng việc bây giờ anh ta đang có vợ mà anh ta có em ở ngoài, nó là một cái hành động vi phạm đạo đức. Em cứ thử nghĩ xem, nếu là cái cô gái đau khổ kia, bị ung thư kia, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Cô ấy sẽ đau khổ và tổn thương ra sao hả em? Cùng là phụ nữ với nhau, chúng ta phải hiểu cái cảm giác đấy chứ. Chứ đâu thể nào mà vì người ta đau khổ, vì người ta mắc bệnh, người ta lại còn sắp chết nữa, thế mà mình lại đến đây và mình xem vào cái cuộc hôn nhân của người ta. Thà em cứ tránh ra đi, ai muốn nhảy vào thì nhảy vào, em đừng bao giờ nhảy vào. Bởi vì đấy là một cái hành động mà nó thiếu phúc đức. Chị biết là em cũng chỉ là chạy theo cảm xúc thôi, nhưng nhiệm vụ của chị là chỉ ra cho em rằng cái sự cảm xúc và cám dỗ của em nó sẽ đưa em đến một mối quan hệ mà em phải chịu rủi ro. Em phải chịu rủi ro vì em không đảm bảo được rằng về đạo đức và cái sự tử tế của người đàn ông đấy mà em lại gắn bó. Em ạ, chị đã nói rồi, cuộc sống của chúng ta thì chúng ta phải làm chủ. Chúng ta học cách kiếm tiền, làm chủ cuộc sống của mình, sống một cuộc sống tốt hơn, nuôi con của mình thật là tốt. Còn người đàn ông một khi đã đến bên mình ấy, mình đã từng đổ vỡ một lần rồi, mình cần phải thận trọng hơn nữa, chứ không phải là mình xuề xòa được. Em ạ, đến bên mình nhất định phải tử tế, nhất định phải đạo đức. Em ạ, không cần cái điều gì cao siêu hay cao xa, chỉ cần cái sự đạo đức và tử tế đấy mà không có thì mình không nên tiếp tục em nhá. Đấy là cái lời khuyên chân thành của chị dành cho em. Hy vọng rằng em sẽ đưa ra một cái quyết định đúng đắn. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.